Hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn, nhằm ngày 19 tháng 4 năm 2024 dương lịch, ban tổ chức lễ tang cử hành trọng thể lễ truy niệm cố Hòa thượng Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long. Sau đó phụng Tống Kim Quang trà tỳ tại Sơn Trang Tiên Cảnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hòa thượng Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long, đã viên tịch vào lúc 12 giờ 10 phút ngày mồng 6 tháng 3 năm Giáp Thìn, nhằm 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch, tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long, trụ thế 60 năm, 38 hạ lạp. Hòa thượng Thích Phước Hạnh là vị giáo phẩm có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long trong nhiều năm qua. Đặc biệt, Ngài là một trong những vị có công lao to lớn trong việc trùng kiến ngôi chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long, trở thành một công trình tâm linh tiêu biểu của Phật giáo vùng Tây Nam Bộ. Hòa thượng Thích Phước Hạnh còn được biết đến là vị giáo phẩm am tường về nghi lễ truyền thống Phật giáo Nam Bộ.
Thank you.